Thương hiệu, phát triển thị trường và tìm kiếm những khách hàng mới. Hanoplast là một triển lãm rất nhiều triển vọng, cũng có lượng khách hàng đến tham quan khá là đông và rất mong là cũng có thể FCS có thể tham gia và tiếp tục tham gia triển lãm Hanoplast vào những năm tới. Our company is Nastar Industry. We are coming from Malaysia and this is our first time in Vietnam this exhibition. And mainly we are produce rubber glove and also nitrile glove. The glove that we produce is for industrial and also household use. This is our first time we come to this exhibition, and why the purpose we coming to Vietnam is a development country. A lot of foreign investment is invested in the Vietnam market, so we believe there is a lot of demand on this type of especially industrial glove that will be used in this industrial or factories. So that's why we are going to explore more in this Vietnam market. Lời đầu tiên xin chào khán giả, thì Sinstar Machinery là một trong những công ty tiền phong và hàng đầu về lĩnh vực máy móc tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra thì Sinstar hiện tại đang bước đến các thị trường khác với hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Thì chúng tôi đang cố gắng là từng ngày cải tiến các sản phẩm của mình để cho được tốt nhất, để mang đến những cái giá trị cao nhất đến với khách hàng. Thì chúng tôi chọn Hà Nội Plus Spring Pack 2023 vì chúng tôi muốn hướng đến khách hàng là những sản phẩm rộng của chúng tôi, đồng thời là sau quá trình dịch bệnh một thời gian, chúng tôi muốn kết nối lại với khách hàng đã và đang dùng máy trước đó của chúng tôi để khách hàng vẫn hiểu là chúng tôi có những cái sản phẩm tiến bộ, cải tiến liên tục hàng. Hiện tại bên mình vào thị trường Việt Nam vào năm 2016 để phát triển với các khách hàng công ty, các khách hàng ở Việt Nam mình. Thì hiện tại bên mình đang phổ trộn và sản xuất các loại chất phụ gia ngành nhựa như là nhựa PE, các loại chất chống oxy hóa, chất kháng thuốc trừ sâu, rồi chất kháng ổn định ánh sáng và chất kháng UV. Đấy, thì thông qua công ty Trang Trầu thì bên mình có cơ hội được tham gia triển lãm Việt Nam Balat rồi Hà Nội Balat. Đây là lần thứ 4 bên mình tham gia. Đây cũng là cái cơ hội để mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và cũng là cơ hội để mình tiếp được gặp gỡ các khách hàng mới. Chính những cái cơ hội này là mình tạo nên những cái doanh số sau này của bên mình. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp máy móc ngành bao bì nhựa mềm. Đối với triển lãm này, công ty chúng tôi hy vọng là sẽ tìm được nguồn khách hàng dồi dào hơn. Công ty chúng tôi là tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu đem dòng máy này ra Hà Nội thì thị trường miền Bắc đang là xu hướng để mở rộng về dây chuyền bao bì tại Việt Nam. Thì chúng tôi hy vọng mỗi năm chúng tôi đều sẽ tham gia triển lãm lần này. Xin chân thành cảm ơn.